Vô bổ mình có một cái bút chì, những các màu chì, một cái hình tròn để tí nữa mình sẽ làm cho nó tròn hơn, không đúng rồi sẽ không làm méo. Một cái quần băng dính hai mặt và một cái dây thun nhé. Và bây giờ mình sẽ dùng cái nắp hộp để mình quay hình tròn ra. Mình sẽ làm một nửa, còn một nửa để tí nữa mình sẽ cắt rất là cẩn thận nên là dài để đánh
Đâu sao mà nhỉ? Vì tại vì cái chân của mình cho bé hơn với cả cái đầu của mình nên là mình không chui vào được cái đầu của mình, nên là nếu mà các bạn thích video của mình hãy cho mình một like và một chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn các bạn vào clip lần sau. Tạm biệt các bạn.